Bạn đang cần tiền lời thật uy tín để bật lên Google Buy giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Hello cho anh em củ đêm nha. Đây này, Mobile sẽ chơi Lữ Phazer trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, mọi người gọi là chiến thần vô địch. Còn liên Google Buy trong tay Mobile thì đó chính là Trùm Ăn Hôi, chiến thần vét mạng. Nhưng thực sự bây giờ anh em muốn chơi tốt Lữ Bố có thể vét mạng cân tim, cân 3, cân 4 mạn nhãn thì chỉ có thể là báo tim thôi. Hồ báo cáo trồn với Lữ Bố trong buổi S2 2023, khắc là tự sát. Thành ra chơi Lữ Bố sao cho hiệu quả trong buổi S2 thì hãy cùng theo dõi MOBA. Và các mọi người chơi Lữ Bố nha. Làm người đi Arum, Arum đang tích cực phá bùa của bạn Am. Ăn cay cú, nhưng mà ăn trận này hơi đen bởi sẽ phải ôm đợi late game. Khi mà team mình có chim, có Arum, đó có Lữ Bố anh em ơi. Mình cũng tính ăn bùa xanh nhưng Zuka ăn xe xa thì mình tới hỗ trợ ngay, bởi team mình cũng có cái bùa hại, một mình Zuka ăn cực kỳ lâu luôn. Zuka đang lợi thế trước Omen nhé, đánh cực kỳ hay anh em ơi. Nhưng mà level 4 là bạn cẩn thận đấy, bởi level 4 thì Zuka không ăn được Omen. Nói chung là chơi tướng gì anh em cũng biết sức mạnh của mình và của đối thủ để anh em đưa ra cái phương án di chuyển và cái việc mình chơi sẽ hiệu quả hơn. Kiểu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Ok, nói chung là mình sẽ farm và sau đó thì đi gank tiếp ở cái lên đồng team bạn. Nói chung đi rừng mình thấy thì hiện tại cũng không quá khó đâu. Anh em đi rừng cũng biết bao nhiêu mùa rồi, anh em cũng đúc kết được cái kinh nghiệm quý báu khi đi rừng. Đó là mặc dù là đi rừng là ăn hết quái rừng sau đó đi gank hỗ trợ team thì cũng đúng thôi. Nhưng nhiều trường hợp mình phải bỏ farm quái rừng mà mình đi hỗ trợ team ngay, bởi nhiều trường hợp mình cần phải tới để kịp. Ví dụ lính vô trụ, ví dụ team bạn ghép team mình lên mà team bạn cao quá là mình phải hỗ trợ liền luôn nhé. Còn bình thường thì cứ farm xong rồi mình mới đi gank. Ảo thế. Không ổn rồi, quả này gank không có hiệu quả. Tự nhiên đang ghép team bạn lại để hai mạng lên bản đến số anh em ơi. Omen solo với Zuka, cứ tưởng Zuka ăn được Omen xích cái chắc là Zuka đi anh em ơi. Không ổn rồi. Lợi thế đầu game là có nhưng mà team bạn đang lấy lại dần lợi thế anh em ơi. Cái này thì thôi, lại phải tỏa sáng bằng một pha thủ trụ tiện đường ăn luôn cái mạng của Omen đấy. Bình thường anh em quay ra anh em farm với con quái nhỏ, quái rừng nhỏ ấy, sai. Thấy lính top cao mình phải tới liền luôn để vừa là ăn đám lính đó, vừa là ăn được cái mạng của bạn Omen, sau đó là lấy trụ nhé. Nhưng mà khả năng cao An sẽ ra, biết ngay mà An ra thủ. Chơi An bạn ơi. Ôi combo vừa rồi, combo vừa rồi, thôi bỏ đi. Bỏ đi gấu ơi. Thôi ok rồi. Về farm tiếp nha. Cẩn thận bị xích lại bị lên bản đỉnh số bây giờ. Bình tĩnh nha gấu ơi. Team này là cái team mà đánh phải cố gắng đừng để thọt đầu game. Đến giữa game là mình bắt đầu mình slow trận đấu nha. Bởi vì giữa game phải tăng tốc trận đấu để đến cuối game mình có thể end được sớm nha anh em ơi. Chứ để hai team full đối, cơ hội cho Lữ Bố rất là ít. Đấy, thành ra là mình đang đánh chuẩn đầu game để tạo tiền đề cho cuối giữa game. Ra mít thủ lính sau đó thì xuống đường rồng ganh hỗ trợ team nhé. Nhanh. Làm thật nhanh để có thể slow ball. Cái này anh em đánh không chuẩn đầu game thực sự rất là khó chơi. Nhấn mạnh với anh em điều đó. Giữa game nữa anh em ơi, đặc biệt đầu game mà thọt thì anh em cố gắng farm đi. Đây là team mình đang có lợi thế về kiểm soát mục tiêu. Thế trụ anh em ơ. Bị con rồng nó choáng sau đó thì chưa hồi tê tái kịp, chậm 0,1 giây, cay thế nhở. Rồi, không có rồng thì có mạng nha. Chơi luôn anh em ơi. Theo mà ra sớm thì ngon rồi, đây lại đứng AFK thế các bạn. Chơi tập trung đi bạn ơi, đang cần cái việc là
ép win sớm lấy lợi thế. Hay này, có chiều cuối thì những cái trường hợp solo thì mình cân hết nha. Nhất là để tìm bạn nhanh nhanh nhanh, yên tâm nhanh, mình nhường bùa xanh cho, rất là tốt bụng để cho team thể hiện sức mạnh. Chứ mình biết sức mạnh của Lữ Bố trong một S2 2023 không có mạnh lắm, thành ra là mình cũng phải cho team khỏe nữa thì mới win được. Arum theo AD mà đẩy trụ đi bạn ơi, theo mình chi vậy? Theo AD mà đẩy trụ đi, lấy cái trụ đường rồng, sau đó thì di chuyển cùng mình đi ăn mục tiêu, sau đó thì đẩy thẳng đường giữa, lấy cái trụ thứ hai đường giữa, rồi các hai cái trụ hai bên cánh em ơi. Chứ tình hình mà để chết là không ổn đâu nha. Hay hay, ui bọc lót cho nhau tốt nha anh em ơi, tuyệt vời. Ơi mình xuống này, mình gấu xuống luôn. Wow, cái đang cao là đi hết, đi thật anh em ơi. Ở đây thì vét mạng, wow, tuy nhanh thế nhở. Thôi còn zip không có tốc biến, và Lorion thì trăm bụi, bụi này thì bụi trên anh em ơi, chẳng làm sao nổi. Ok, 10 điểm độ tại, chém rất nhanh luôn. Nói chung thì mình khuyên anh em chơi Lữ Bố thì xài ma tính thì sẽ khỏe hơn xài đấu khí, bởi ma tính thì giúp các bạn cơ động hơn và tích độ tại cũng nhanh hơn, nhanh mắc 10 điểm hơn anh em ơi, đam sẽ nhiều hơn, hồi mọc phục máu được nhiều hơn. À, lôi tí lại lên. Nói chung phải đưa ra đưa vào có vẻ ảo một tí, chứ không phải đâm sâu đâm mãi anh em ơi. Trước thì mình có thể chơi hoặc là càn quét team bạn ký gì, bây giờ mình không chơi thế nhá. Ở chung này mùa nào thì mình chơi phong cách đó thôi. Tập hợp ăn xe xa xong chúng ta đẩy đường giữa nha. Kalia thì cũng hơi khiêm tốn một tí, nhưng mà thực sự thì cũng đang làm khá tốt trong việc kiểm soát mục tiêu. Chứ là mình đánh đúng chất tướng thôi, chứ việc Lữ Bố bây giờ gọi là càn mạng thì mình thấy là cũng bình thường. Gặp mấy bạn cơ động thì rất là khó dí nha. Có khi anh em bị thả diều chắc mà luôn ý. Lên luôn. Có team phía sau thì tự team mà lao lên thôi. À tầm này chưa làm gì đâu. Hay. Phải đâu tầm phút 12 cơ. Ép trụ anh em ơi, ép trụ gấu ép trụ, chim ép trụ. Chỉ bị nhà vô. Không dám thủ trụ luôn. Nhìn thấy gấu Lữ Bố bật chiêu cúa lên là phải lúa cái đầu mà. Đấy, còn một cái trụ thứ hai đường rồng nữa thôi thì chúng ta cũng cố gắng là lấy đốt để đánh cho nó dễ. Sau đó thì Slowbone ép từng trụ bậc thềm một nha. Đánh chuẩn anh em ơi, chứ không có hổ báo tim nha anh em ơi. Ở càng cuối game thì team bạn sách sổ càng nhiều, thành ra thì sức mạnh nó càng giảm đi, còn thêm cả đao nữa anh em ơi. Đao và sách thì nó cũng như nhau thôi, team bạn lên một cái là mình cũng khó chơi rồi. Hay quá, không dọa lính được kìa, ngon. Xải tay dài của theo cứ thế bắn trụ thôi, một đường quá đơn giản với team mình chơi đó. Đúng rồi, choáng này, nhưng mà bật chiêu hai quá trâu luôn. Cứ từ từ mà đẩy vô để theo bắn trụ thôi. Đừng chim ơi, đừng băng. Cứ áp lực sau đó để theo bắn trụ là có trụ mà. Lợi thế của team có theo nha anh em ơi, bắn trụ cực kỳ easy luôn. Ui. Không ai sốc đam mình, tí thì mình lại quẩy thôi. Ok, dường như thì cái thế trận đúng như dự đoán anh em ơi. Và đúng như cái cách mình chơi, đang lấy được rất nhiều trụ của team bạn. Đấy. Win được, đúng rồi, win được luôn anh em ơi. À không, Lorion sẽ thủ được trụ.
Nhưng mà gấu cố gắng lấy ba đường mega đi. Ôi, ây sorry sorry bạn nha. Huy tưởng bắt được bạn đấy luôn, nhưng không ngờ bạn đấy chạy mất. Thôi, đợi một nhịp nữa là team mình sẽ chắc chắn win rồi. Anh em thấy đánh cái công thức chuẩn thì thực sự nhiều khi nó cũng hơi nhàm tí, nhưng mà chơi level 3 mà cứ đánh chuẩn thì anh em sẽ cảm thấy một game nó đơn giản thôi. Nó không kiểu có những cái gì đó sai số và chúng ta sẽ có thể leo rank cao được khá là tốt, khá là đi đơn giản. Còn anh em mà đánh kiểu đánh sai số và đánh kiểu ẩu ý, thì đôi khi leo rank kiểu mất thời gian leo nhưng mà nó cũng bị tụt sao. Đồ đạc thì không có gì anh em ơi, vẫn chơi phong cách cũ nha, phù hiệu cũng vậy thôi, bảng ngọc mình cũng dùng bảng ngọc cũ. Tâu anh em ơi, ăn xê xa thì chuẩn bài, mọi người bảo lên thì mình cũng lên theo team. Nói chung là đánh theo team là chính nha. Chứ nhiều anh em chuẩn bài, anh em về ăn xê xa 4 người lên đẩy, 4 người bị lên bản đỉnh số là cũng hơi căng đấy. Mình hạn chế cái điều đó, nói chung là phối hợp với team. Hay, ôi đúng rồi, câu chuẩn thì bạn lao ra thì mình mới được chơi chứ, đúng không anh em ơi? Đấy, lên, đúng rồi, chỉ còn mỗi bạn vai ô thôi. Ôi, ôi cái trụ, chơi. Ơ kìa, trắng máu anh em ơi, vẫn sống. Thôi, bán cái này đi nên giác một mệnh luôn. Mà cô bạn vai ô đồng nghĩa với việc là thì bạn lên bảng đến số hết, và video của mình cũng đến đây hết rồi. Xin anh em hẹn bạn clip tiếp theo, bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.